Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay bên thiết bị cửa Huy Hoàng sẽ giới thiệu tới mọi người cái bộ chốt cửa từ gà nha. Thì trên tay mình đang là hai bộ, một bộ bằng thép, bằng sắt được mạ thép sáng bóng luôn đó, bằng thép mạ thép luôn. Và bộ thứ hai là bộ inox đó. Thì nguyên lý hoạt động của nó cũng khá là cơ bản. Thì nó sẽ gồm một cái bát và một cái chốt gài. Khi mình đẩy cánh cửa vào thì cái chốt chốt này nó sẽ tự gài lại đó, tự gài lại. Mình chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa vào thôi đó. Khi tiếp xúc được với cái chốt thì cái chốt nó sẽ tự bật và gài lại cho mình luôn. Rất là đơn giản tiện dụng nha. Mình không phải đứng kéo cửa rồi chốt lại, nó khá mất thời gian luôn. Cái chốt này thì bên mình đang bán chỉ khoảng mấy chục ngàn thôi, khá là dễ. Thì anh em nào có nhu cầu thì mình mua về mình xài nha. Mình gắn vào mình chốt tự gài lại nha. Đó, nó tự gài lại cho mình luôn. Đó, các bạn thấy này. Thao tác khá đơn giản luôn, không mất nhiều thời gian nữa. Mình chỉ đóng cánh cửa vào nó sẽ tự gài lại luôn nha. Đó. Rồi, anh em nào thấy video hay thì cho mình xin một nút like, follow và đăng ký kênh của mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.